Vụ ca nương Tú Thanh qua đời sau tai nạn giao thông, chị gái cuối cùng cũng chấp nhận chuyện em gái đã qua đời. Người thân của gia đình Tú Thanh cập nhật, Tú Uyên giờ đây đã hồi phục sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tú Uyên cuối cùng cũng đã chấp nhận được chuyện em gái đã qua đời. Tú Uyên còn vẽ một bức tranh để làm quà tặng em. Ngày xảy ra tai nạn, Tú Uyên đèo em gái Tú Thanh và bất ngờ va chạm với ô tô 5 chỗ. Tú Thanh ngã ra đường tử vong vì chấn thương nặng, còn Tú Uyên được đưa đi cấp cứu chấn thương ở đầu, gãy xương chân và xương khớp háng. Hiện nằm điều trị tại bệnh viện Hà Nội. Trước đó, trong khoảng thời gian đợi sức khỏe hồi phục, Tú Uyên không được gia đình cho biết về hung tin Tú Thanh đã qua đời. Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, theo lời một nhân chứng trong vụ tai nạn giao thông của ca nương Tú Thanh, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 1 tháng 7, khi đang dọn hàng, bỗng chị giật mình nghe tiếng va chạm mạnh của phương tiện nên vội ngó ra xem. Lúc này, chiếc xe máy đang bay văng từ phía ngã tư về cột đèn gần đó. Trên nền đường, hai cô gái nằm sóng xoài, nhân chứng sợ hãi chỉ kịp hô hoán mọi người chạy ra xem cấp cứu. Trong đó có hai vợ chồng người hàng xóm đã chạy ra đưa hai em đi cấp cứu. Đám tang ca nương Tú Thanh ngày 3 tháng 7 không có cha mẹ bên cạnh lo toan, vắng chị gái vì đang còn nằm cấp cứu tại Hà Nội, nhưng ấm áp tình họ hàng, làng xóm bạn bè. Theo nguyện vọng của gia đình, lễ tang của Tú Thanh không nhận phúng điếu, không nhận vòng hoa, không kèn trống. Đông đảo tăng ni ở các chùa trong và ngoài Hải Phòng về tụng kinh cầu siêu cho Tú Thanh. Cả nhà Tú Thanh đều là những Phật tử thuần thành.